Tướng Phan Trọng Trinh sinh ngày 1 tháng 2 năm 1931 tại tỉnh Bắc Ninh thuộc Bắc Việt, theo học khóa 5 trường võ bị Liên quân Đà Lạt, mãn khóa vào ngày 24 tháng 4 năm 1952 với cấp bậc thiếu quý. Trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1956, ông làm việc tiểu đoàn trưởng đầu tiên của tiểu đoàn 3 nhảy dù. Cuối tháng 9 năm 1956, ông được thăng cấp thiếu tá và đảm nhận chức vụ tham mưu trưởng liên đoàn nhảy dù. Ngày 26 tháng 10 năm 1960, ông rời lữ đoàn nhảy dù và đảm nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng biệt động quân. Cuối năm 1963, ông được thăng cấp trung tá và được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Pleiku. Ngày 6 tháng 3 năm 1965, ông được thăng cấp đại tá nhiệm chức và được bổ nhiệm vào chức vụ tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh. Chính trong thời gian nắm giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn này, tướng Trinh đã để lại nhiều dấu ấn rõ rệt về đức tính tốt đẹp của ông. Trong sạch thanh liêm, không bao giờ lợi dụng chức vụ để lo cho gia đình, tận tâm trong công việc và nhiệm vụ, thương yêu gần gũi và chia sẻ mọi hiểm nguy với binh sĩ dưới quyền. Dưới đây là một số giai thoại về các đức tính đó của ông đã được truyền tụng trong dân gian qua lời thuật lại của dân chúng và binh sĩ thuộc quyền như sau. Trong suốt mấy năm liền đảm nhiệm trọng trách tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh, tôi thấy tướng Trinh không mấy khi về Sài Gòn thăm gia đình, vợ con và bạn bè. Ông bận lo thị sát chiến trường, thanh tra các địa phương. Một đặc điểm đáng nêu lên ở đây là tướng Trinh đi thị sát toàn bằng xe, di chuyển trên đường bộ, mặc dù vùng đất ông trấn đóng rất nguy hiểm. Bọn cộng quân địa phương thường hay đặt mìn, bắn xẻ và phục kích từng tốn lẻ tẻ. Thỉnh thoảng về thăm gia đình vợ con, ông cũng dùng xe chứ không bao giờ dùng trực thăng như đa số các vị tướng lãnh khác. Đoàn xe của tướng Trinh di chuyển thường chỉ gồm một chiếc xe bố trí súng đại liên và máy tay xạ thủ. Một chiếc xe Jeep ông ngồi cùng với tài xế và đại quý đoàn, sĩ quan tùy viên của ông. Hôm đó tôi đang đi trên xe cứu thương, trương cờ Hồng Thập Tự mà chạy. Xe tôi đi sau một đoàn xe của quân đội, tôi bóp kèn thì tất cả đều dạt vào trong. Nhưng đến xe đầu tiên thì tôi biết là xe của ông tướng. Vì cố gắng ngồi sao trên xe nên tôi không dám vượt qua. Nhưng tôi thấy tướng Trinh vỗ vai người tài xế và xe ông dạt vào trong cho xe tôi chạy. Đến tối tôi xin gặp trung tướng để nói chuyện, nhưng tướng Trinh đã nói với tôi rằng ngôi sao của tôi không thể nào bằng sinh mệnh của một người thương binh được. Câu nói đó đã chạm vào tim tôi, nước mắt tự rơi không kìm được. Một câu nói thật ngắn gọn nhưng sao thật hay và đẹp trong tình người đến thế. Sau đó ông tiếp tục hỏi tôi: cô có biết tại sao trung tướng Trinh là ông tướng duy nhất không dùng trực thăng khi đi hành quân hay không? Dạ lúc đó cháu còn nhỏ nên không biết điều đó ạ. Tôi trả lời: tại vì ông muốn chia sẻ tất cả những nguy hiểm gian khổ cùng chiến sĩ, tướng Trinh đáp. Nước mắt tôi lại rơi cho điều vô cùng đẹp đẽ ấy. Có người còn kể, tướng Trinh thường nói là lãnh đạo thì lúc nào cũng phải là người đi tiên phong. Câu chuyện thứ hai là cuộc đụng độ nảy lửa với viên cố vấn người Mỹ. Câu chuyện được kể lại như sau. Tại vùng lãnh thổ 32 chiến thuật gồm các tỉnh Tây Ninh, Hậu Nghĩa và Long An là những tỉnh nằm sát nách thủ đô Sài Gòn. Lúc đó tiểu khu trưởng Hậu Nghĩa là trung tá Mạnh Sanh Nhơn, tiểu khu trưởng Long An là trung tá Quánh, tiểu khu trưởng Cần Dục là trung tá Khương. Nền an ninh của các tỉnh đó đã đóng một vai trò chính yếu bảo đảm nền an ninh của thủ đô Sài Gòn và chợ lớn. Trong suốt thời gian sôi động nhất của miền Nam vào các năm 1966 đến năm 1968, nếu dân chúng thủ đô được yên ổn sinh sống và làm ăn buôn bán, cũng nhờ phần nào đó công lao của anh em chiến sĩ sư đoàn 25 bộ binh. Dĩ nhiên trong đó có cả công lao của Tiến Trinh cùng toàn bộ sĩ quan trong ban tham mưu của ông. Những chuyến đi thanh xét như thế, không mấy khi Tiến Trinh đem viên đại tá Mỹ, cố vấn trưởng sư đoàn đi theo. Việc ấy không ngờ đã khiến cho tên cố vấn Mỹ có máu thực dân phong kiến và sơ lão, tên là Helicus, đã để tâm hiềm khích với ông. Hôm ấy Tiến Trinh được phép về nhà thăm gia đình một đêm. Sáng hôm sau, ông lên bộ chỉ huy sư đoàn như thường lệ. Khi tướng Trinh vừa bước vào văn phòng tư lệnh sư đoàn, viên đại tá Mỹ Helicus từ phòng bên cạnh đã bước sang hỏi hạch tướng Trinh là tại sao đến giờ này ông mới đến văn phòng. Trước thái độ hổn hách ấy, tướng Trinh đã dạy cho hắn một bài học về quân phong và quân kỷ, đồng thời cũng nhắc cho anh ta biết rằng dù sao anh ta cũng chỉ là một đại tá đang đứng trước mặt một vị tư lệnh sư đoàn. Nhưng viên đại tá Mỹ phách lỗi này đã chẳng biết phục tiện, về sau còn tỏ ra sức lão hơn nữa, nên tướng Trinh đã phải ra lệnh trục xuất tên cố vấn Mỹ ấy ra khỏi văn phòng làm việc sát nách văn phòng của ông. Tướng Trinh đuổi tên Helicus qua vùng cao bao của Mỹ, nhưng Helicus cũng bướng không chịu dọn đi. Tướng Trinh liền ra lệnh cho trung tá Trà, chỉ huy trưởng tổng hành dinh sư đoàn 25 bộ binh, dọn dùm đồ đạc của hắn qua bên cao bao Mỹ dưới sự bảo vệ của quân cảnh Việt Nam. Khi đã dọn qua bên phía Mỹ,
Chẳng hiểu viên đại tá thực dân này đã nói gì với binh sĩ Mỹ dưới quyền của y. Người ta thấy bọn quân cảnh Mỹ cũng lên súng M16 và gươm sẵn trong tư thế chiến đấu. Nhưng rất may đã không xảy ra vụ xô xát đáng tiếc nào giữa binh sĩ Mỹ và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thuộc sư đoàn 25 bộ binh. Dù vậy, báo chí Mỹ và báo chí Việt Nam cũng đã bình luận sôi nổi một thời về hành động cứng cỏi để bảo vệ danh dự quân đội Việt Nam Cộng Hòa và thể diện dân tộc Việt Nam. Trong thời gian đó, tướng Trinh đã ra lệnh cho quân nhân các cấp thuộc sư đoàn 25 bộ binh, lưu ý đặc biệt người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cần phải tận lực khai thác triệt để khả năng sẵn có, tận dụng những phương tiện của mình trong công cuộc chiến đấu, giới hạn tối đa sự nương tựa nhờ vả không cần thiết vào quân đội đồng minh Hoa Kỳ. Đồng thời ông cũng lưu ý sĩ quan các cấp, từ đó không nên la cà vào cao bao và những câu lạc bộ của Mỹ để ăn uống và mua sắm vặt vãnh, khiến cho họ có thể lấy đó làm cớ để kiêu căng và khinh thường sĩ quan binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó người ta thấy tướng Chinh lại càng ít sử dụng phương tiện của Mỹ hơn, nhất là máy bay trực thăng. Với phần cố vấn Mỹ, tôi thấy họ cũng tỏ ý bất hợp tác với các sĩ quan sư đoàn 25 bộ binh. Vài hôm sau, vị tướng tư lệnh quân đội Mỹ ở Việt Nam Westmoreland đã đáp trực thăng xuống sân bay L-19 và Cessna, nằm ngay sau bộ tư lệnh vào khu cao bao Mỹ. Chắc là để tìm hiểu sâu xa hơn về vụ đụng chạm giữa tướng Chinh và viên đại tá cố vấn trưởng sư đoàn 25 bộ binh. Khi viên tướng tư lệnh Mỹ đáp trực thăng xuống, người ta thấy chỉ có viên đại tá Helicott cùng với đại tá Đỗ Kế Giai, tham mưu trưởng sư đoàn ra sân bay đón chào. Còn tướng Chinh thì cáo bệnh, ngồi trong văn phòng không chịu ra đón. Một hôm sau nữa, đại tướng Cao Văn Viên, tổng tư lệnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa mới đáp trực thăng đến văn phòng tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh. Lần này tướng Chinh đã hết bệnh, và người ta thấy ông đã dẫn phái đoàn sĩ quan tham mưu cao cấp của sư đoàn ra tận sân bay đón chào vị đại tướng và hướng dẫn ông vào phòng hành quân để nghe thuyết trình về tình hình chiến sự tại địa phương. Dĩ nhiên, đó chỉ là màn kịch để che đậy mục đích chính của ông đại tướng đến để nói chuyện với tướng Chinh về vụ đụng chạm với cố vấn Mỹ. Dĩ nhiên không ai có thể biết được đại tướng Cao Văn Viên đã nói gì với tướng Chinh, nhưng chẳng bao lâu sau, người ta thấy viên cố vấn trưởng người Mỹ đã bị tuyên chuyển đi nơi khác. Vào khoảng gần một năm sau, tướng Chinh cũng không còn làm tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh nữa. Sau khi rời chức vụ tư lệnh sư đoàn này, tướng Chinh lại liên tục đảm nhiệm các chức vụ tư lệnh phó quân đoàn 3 trong năm 1968, tổng cục trưởng tổng cục quân huấn từ năm 1969 đến năm 1973, chỉ huy trưởng trường chỉ huy tham mưu từ năm 1974 đến năm 1975. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông định cư tại tiểu bang Maryland của Hoa Kỳ. Ông qua đời vào ngày 17 tháng 11 năm 2014 tại tiểu bang Virginia, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ an táng của ông đã được cử hành trọng thể và theo đúng lễ nghi quân cách dành cho một tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.